Ngày 19 tháng 5 năm 1997, cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký quyết định số 3266 lấy ngày 26 tháng 12 là ngày dân số Việt Nam. Từ đó, ngày dân số Việt Nam đã trở thành một sự kiện được tổ chức thường niên với mục đích nâng cao nhận thức của toàn dân về dân số, nâng cao chất lượng dân số, tạo điều kiện để mỗi người được sống một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Dân số hiện tại của Việt Nam là 97.719.646 người vào ngày 25 tháng 12 năm 2020, theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc. Dân số Việt Nam hiện chiếm 1,25% dân số thế giới. Việt Nam đang đứng thứ 15 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Mật độ dân số của Việt Nam là 315 người trên 1 km2, với tổng diện tích đất là 310.060 km2. 35,92% dân số sống ở thành thị. Độ tuổi trung bình của Việt Nam là 32,5 tuổi. Vào dịp kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam, sẽ đẩy mạnh hàng loạt các hoạt động tuyên truyền thông tin để các ban ngành đoàn thể nắm được các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để truyền thông kiến thức về dân số đến người dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình trong việc duy trì tỷ lệ giới tính khi sinh, phân bổ quản lý dân số hợp lý, nâng cao chất lượng sống của người dân, tuyên truyền các nội dung về sinh sản, tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân, khám và điều trị các bệnh trước sinh cho các bạn trẻ sắp kết hôn. Không lựa chọn giới tính thai nhi vì tương lai của giống nòi. Cán bộ y tế không tiếp tay cho việc lựa chọn giới tính thai nhi. Mỗi người chúng ta hãy thực hiện những hành vi đúng, đó là sinh con theo lẽ tự nhiên, không lựa chọn giới tính thai nhi. Từ năm 2017, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng, cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh, chiếm 68%. Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt, tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,6 tuổi vào năm 2019, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Dân số đã có sự phân bố hợp lý hơn, gắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các địa phương và đất nước. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động nâng cao chất lượng dân số Việt Nam. Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn diễn ra ở mức nghiêm trọng và ngày càng lan rộng. Lợi thế của dân số vàng chưa thực sự được khai thác và phát huy hiệu quả do chưa có giải pháp đồng bộ, chưa có nhiều chính sách tác động đến các lĩnh vực khác như kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số. Sự kiện Ngày Dân số Việt Nam là dịp để tuyên truyền mạnh mẽ hơn trách nhiệm của mỗi công dân trưởng thành, góp phần vào vấn đề sinh đẻ, duy trì nòi giống và nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.